chào cả nhà của Bibi Thanh Mai. Hôm nay Bibi Thanh Mai rất là hân hạnh và rất là vui luôn khi lại được đón tiếp chị nơi đây. Thì cả nhà ơi, chị là một người rất là xinh đẹp này, vừa xinh đẹp mà vừa đa tài đó cho cả nhà. Chị vừa làm ca sĩ này, chị làm MC và còn làm diễn viên nữa. Thì hôm nay xin giới thiệu với cả nhà, đây là chị Sĩ Thanh nè. Chào mọi người. Dạ, chị Sĩ Thanh ơi, trước giờ là chị cũng từng làm rất là nhiều các công nghệ của bên em, ví dụ như là công nghệ trạng hóa này, rồi làm VAD và cũng như là những cái liệu trình để mình làm trắng, làm sáng và đẹp da nữa. Thì chị có thể chia sẻ cho cả nhà cũng như là các fan hâm mộ của chị cái hiệu quả sau khi chị nhận được ở BB Thanh Mai là gì chị Sĩ Thanh ha? Nói chung là Sĩ Thanh cũng là một con nghiện làm đẹp cho mọi người ơi. Mà Sĩ Thanh là một khách hàng rất là thân thuộc của BB Thanh Mai. Nói về những liệu trình mà Sĩ Thanh làm ở đây cũng khá là nhiều. Thơm An nè, Burn Skin nè, sóng cao tầng nè, rồi làm cái gì ta, BRB nữa, một bún rau máu rồi đó. Thế là mỗi cái thì nó sẽ có một công dụng khác nhau, nhưng mà cái điều quan trọng là sẽ hướng tới mà chị em phụ nữ nào cũng muốn hướng tới, đó là trẻ trung xinh đẹp. Dạ đúng. Cũng có tuổi rồi cho nên là mình muốn làm cái gì đó lúc nào cũng giữ nét thanh xuân của mình. Cho nên là nếu mà nói về những cái dịch vụ ở đây thì dịch vụ nào Sĩ Thanh cũng mê hết. Sĩ Thanh rất là mê sóng cao tầng. Cái dịch vụ đó làm cho mình săn chắc cơ mặt của mình và nó là giảm nếp nhăn của mình luôn. Và cái liệu trình mà Sĩ Thanh thích đó là liệu trình của BB. BB là cái mình lấy máu xong rồi tách ra, xong rồi mình chích mặt hơi bị đau một chút xíu, nhưng mà sau 3-4 lần, Sĩ Thanh làm 4 lần rồi thì cảm thấy da của mình mỗi lần làm là mức kinh khủng. Tức là sau một tuần thì thấy da hoàn toàn giống như là cái da của Sĩ Thanh bình thường không make up thì giống như là mình đang đánh phấn á. Mọi người có thể tưởng tượng lên là cái kiểu mà nó mịn giống như mình đang có một lớp phấn ở trên đó luôn. Và da của mình càng ngày càng khỏe. Và cái mà Sĩ Thanh thấy cải thiện đó là những cái đốm nâu á, nó bị mờ đi luôn. Đúng rồi, là cái liệu trình BRB. Dạ đúng rồi. Là chị Thanh còn một lần nữa nha mọi người. Là hết liệu trình. Cảm ơn chị Sĩ Thanh rất là nhiều vì đã đặt niềm tin tưởng vào BB Thanh Mai và cho BB Thanh Mai có cơ hội để chăm sóc chị, để chị ngày càng đẹp hơn, khỏe hơn. Và dĩ nhiên là khi mình đẹp, mình khỏe thì mình lại có cái cống hiến cho xã hội được nhiều hơn. Nghệ sĩ mà kiếm tiền bằng khuôn mặt mọi người ơi, cho nên là chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc. Không phải là nghệ sĩ không, mà chị em phụ nữ chúng ta khi mà làm có tiền rồi, sao anh nghĩ là nên đầu tư rồi giữ gìn nhan sắc của mình để có thể giữ công việc, giữ chồng hay là cái gì tất cả mọi thứ. Đẹp là có quyền hết tất cả. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Cũng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.